dùng bom nước tập dọa Tô xanh mặt, chỉ Tô mới hiểu được. Có thể nói những ngày vừa qua, người dân Việt Nam đã phải chịu không chỉ một mà là liên tiếp nhiều tai họa lớn. Thứ nhất là thiên tai gồm bão và lũ lụt. Thứ nhì là nhân họa ập đến cùng lúc với thiên tai khiến núi lở, cầu sụp. Đây là kết quả của việc phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức và rút ruột công trình trong suốt một thời gian rất dài. Nhưng đó vẫn chưa phải là tai họa cuối cùng. Còn một tai họa nữa cũng đang nguy hiểm không kém. Đó là việc Trung Quốc xả lũ nhấn chìm Việt Nam trong biển nước. Nếu nói Tô Lâm đi Mỹ lấy lý do là thực hiện nghĩa vụ quốc tế để qua mặt Tập Cận Bình, thì tập cho xả lũ như lời nhắc nhở rằng Ngộ có thể nhấn chìm dân Việt Nam trong biển nước nếu cần. Phía Trung Quốc viện lý do là đập của họ không thể chịu nổi sức nước tương đương cách nhà máy thủy điện Việt Nam hay đưa ra để biện minh cho việc xả lũ. Thoạt nghe, lý do có vẻ rất chính đáng, tuy nhiên đằng sau đó có thể là một lời hăm dọa ngầm rằng nếu Tô Lâm không biết vâng lệnh, lần sau tập có thể cho nhấn chìm Việt Nam theo cách tương tự. Điều đáng nói là suốt nhiều năm qua, Trung Quốc chưa hề có động thái xả lũ để đe dọa Việt Nam như bây giờ. Năm này, việc Trung Quốc xả lũ ra cùng thời điểm mà Tô Lâm đi Mỹ và Phan Văn Giang đã đi Mỹ được vài ngày. Dùng sức mạnh của thiên nhiên để đe dọa cũng là một công cụ lợi hại. Nó thâm hiểm hơn cả chiến tranh bởi khó có thể lên tiếng chỉ trích kẻ gây ra họa khi họ có lý do có vẻ rất chính đáng. Từ nhiều năm qua, người Việt Nam có thể nhận thấy nhân họa do Đảng gây ra mỗi khi thiên tai ập đến, chỉ họa Bắc Triều được ẩn giấu dưới dạng thiên tai. Không loại trừ khả năng Bắc Kinh cố ý cho xây dựng nhiều đập thủy điện như một thứ vũ khí để đẩy Việt Nam vào thòng lọng của họ. Có thể Tô Lâm hiểu rõ ẩn ý đe dọa đằng sau việc Tập Cận Bình cho xả lũ nên đã ra lệnh cho Ban Tuyên giáo chỉ đạo báo chí phải xóa tin về việc Trung Quốc xả lũ. Nếu không có ẩn ý chính trị thì Ban Tuyên giáo không có lý do gì để phải sợ sệt đến như thế. Chơi với Mỹ rất đơn giản, hầu hết họ làm những gì minh bạch, không ẩn ý, không ngầm đe dọa. Đấy mới là bạn tốt nếu Đảng biết trân trọng. Nước Mỹ không cần chống cộng sản như trước năm 1975 bởi thế giới đã đi qua thời kỳ chiến tranh lạnh với xung đột ý thức hệ. Ngày nay nước Mỹ có thể kết thân với một quốc gia cộng sản vì lợi ích của đôi bên. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của Đảng, và nếu những người lãnh đạo của Đảng đủ bản lĩnh, thì Việt Nam hoàn toàn có thể tiến gần tới Mỹ hơn. Trong khi đó, chơi với tàu thì phải hiểu ẩn ý của họ, cách đập thủy điện lớn của họ ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong và các con sông khác của Việt Nam là những quả bom nước treo lơ lửng trên đầu người dân Việt Nam. Nếu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam làm phật ý họ, thì họ có thể xả những quả bom này bất cứ lúc nào. Dù Tô Lâm đã đi sang Bắc Kinh đành lễ sau khi lên ngồi, tuy nhiên có vẻ như Tập Cận Bình vẫn không hài lòng. Việc Việt Nam xích lại gần Mỹ sẽ là bước đi thách thức đối với tân tập. Nếu ông Phan Văn Giang ký được những hợp đồng lớn mua vũ khí của Mỹ, thì không biết ông Tô Lâm sẽ ăn nói thế nào với tập đây. Nội bộ của Đảng đang rối ren. Tô Lâm dù là Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng chưa thể điều khiển được phe quân đội. Do đó có thể Tập Cận Bình sẽ xem Tô Lâm là kẻ vô dụng. Thượng tầng chính trị chỉ mãi lo đấu đá lẫn nhau mà không quan tâm đến việc chuẩn bị phòng ngừa thiên tai. Đảng thì chẳng mãi lo làm vừa lòng bạn vàng, vừa tham, vừa gian. Cuối cùng thì người dân Việt Nam phải gánh tất cả mọi tai họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dùng bom nước tập dọa Tô xanh mặt, chỉ Tô mới hiểu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Năm giãn vàng thứ nhất, trời nổi cơn cuồng phong, dân đen bị vùi dưới lớp bùn muôn trượng. Năm nay được xem là năm đầu tiên dưới triều đại của Tô Lâm. Khi ông sau khi lên ngôi chưa lâu thì cuồng phong đã nổi lên dữ dội. Cơn bão Yaki được xem là một cơn cuồng phong trăm năm có một, đổ vào ngay thủ đô Hà Nội. Bão Yaki đi qua, tiếp đến là những cơn hồng thủy tràn về, đặc biệt thiệt hại nặng nề nhất là khu vực miền núi phía Bắc, nơi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão.
Vào ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp hoàn toàn thôn làng Nổ. Tính đến 19 giờ cùng ngày, có 15 người chết và 105 người mất tích. Tối ngày 10 tháng 9, chính quyền huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng xác nhận với báo chí rằng trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ sạt lở gây sập nhà điều hành nhà máy thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, khiến 5 người mất tích. Nguyên nhân được xác định là do sạt lở đất. Trước đó một ngày, tại Cao Bằng, một xe khách, một ô tô con và 4-5 xe máy cũng bị vùi lấp, bị nước cuốn trôi, khiến 7 người chết và khoảng 8 người mất tích. Ở đồng bằng, cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ đã bị sập, kéo theo nhiều ô tô, xe máy bị rơi xuống dòng nước dữ, khiến cho nhiều người mất tích. Nước sông Hồng dâng cao sát mặt cầu Trương Dương cũng khiến cho Hà Nội có nguy cơ vỡ đê, ngập lụt lớn. Ngay thì kinh thành của người dân cũng khốn đốn vì thiên tai. Có thể nói, năm Tô Lâm thứ nhất, tai họa ập đến dồn dập và khủng khiếp với miền Bắc, cùng với thiên tai là nhân họa, khiến mức độ của thảm họa trầm trọng hơn. Tình trạng lũ quét, lở đất hôm nay có thể nói là do phá rừng lấy gỗ, đào núi, xẻ đồi, lấy đất đá làm đường, bê tông hóa, cắt mất chân các vùng cao để gây ra sự tàn phá này là do sự ngu dốt trong nhận thức, năng lực quản lý yếu kém và sự tham lam vô độ của quan chức Đảng Cộng sản. Ở đất nước này, chính quyền dám chi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ để xây dựng các cổng chào, tượng đài khắp nơi. Tuy nhiên, phương tiện ứng cứu thảm họa như cano, xuồng, trực thăng thì không thấy. Dân phải lên mạng cầu cứu thảm thiết, trong khi chỉ có dân tự cứu dân, chứ không hề thấy chính quyền xuất hiện. Dưới sự cai trị của Đảng, từ nhiều năm qua đã diễn ra nạn phá rừng, phá núi và những công trình kém chất lượng. Đây chính là những tai họa do Đảng âm thầm tạo ra. Đến khi thiên tai xuất hiện thì những nhân họa này cũng bùng vét, khiến mất mát của người dân tăng lên gấp bội. Trong cơn khốn cùng, người dân tuyệt vọng phải cầu cứu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quan chức chính quyền vẫn tỏ ra vô tâm và vô trách nhiệm trước sự mất mát của người dân. Vào ngày 10 tháng 9, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã lên báo phủ nhận rằng thông tin người dân lên mạng xã hội cầu cứu do mưa lũ là không chính xác. Là một quan đầu tỉnh, trước lời kêu cứu của dân, lẽ ra ông phải nhanh tay ứng cứu. Trách nhiệm của ông là phải chỉ đạo các lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh để kịp thời giúp dân. Tuy nhiên, ông quan này lại làm ngược lại một cách rất cộng sản. Với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, ông Bí thư Thái Nguyên đã phủ nhận những lời kêu cứu ấy. Có lẽ vì sợ những hình ảnh thê thảm của dân sẽ bôi xấu đảng của ông nên ông phủ nhận, mặc cho những tiếng kêu gào ấy vang trong vô vọng. Năm nào cũng thế, khi thiên tai ập đến, vẫn là dân giúp dân. Ngay cả người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi dân giúp dân, mà lẽ ra vai trò thủ tướng, ông Phạm Minh Chính phải đề xuất mua sắm thiết bị cứu hộ cứu nạn và thành lập những đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp để mà ứng phó kịp thời. Nhưng ông đã không làm việc đó, làm thủ tướng mà đợi thiên tai xảy ra rồi mới lên báo kêu gọi người dân đóng góp thì ai mà làm chẳng được. Những lãnh đạo như ông Chính cũng là nhân họa với người dân. Ngoài ông Chính còn rất nhiều người khác cũng đã và đang đem lại tai họa cho người dân mỗi ngày. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin Năm Rát Vàng thứ nhất, trời nổi cuồng phong, dân đen bị vùi dập dưới lớp bùn muôn trượng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.